đang chuẩn bị đi ngủ thì Apple ra mắt hai con iPad mới luôn các bạn. Thứ nhất là iPad Pro M2 và thứ hai là con iPad 10.9 với thiết kế hoàn toàn mới, màu sắc này nọ cũng hoàn toàn mới luôn. Trong video này mình muốn chia sẻ nhanh với các bạn những cảm nhận, những cái đánh giá suy nghĩ của mình liên quan tới hai con iPad này. Tất nhiên mọi thứ cũng chỉ mới dựa trên những thông tin mà Apple công bố thôi chứ máy thì mình chưa được cầm. Bây giờ chúng ta nói về con iPad 10.9 trước đi. Đây là một cái mẫu mà bản thân mình cảm thấy là rất hào hứng khi mình mới vừa đọc cái tin đó luôn bởi vì khi mà Apple họ ra mắt con 10.9, cái đối tượng đầu tiên mà họ nhắm tới chắc chắn là học sinh sinh viên hoặc là các bạn nào có thể là freelancer, các bạn làm nhân viên văn phòng, các bạn không cần phải chi quá nhiều tiền cho iPad Pro nhưng các bạn vẫn có được những cái trải nghiệm rất là tốt. cái đầu tiên đó là về thiết kế so với lại con iPad Gen 9 thì các bạn thấy là cái thiết kế bây giờ nó đã mới rồi, nó đã theo hơi hướng của iPad Pro và iPad Air, nó không còn sử dụng cái thiết kế cũ nữa và cái Touch ID bây giờ cũng không còn là cái nút home truyền thống mà nó chính là cái nút nguồn nó nằm bên trong nút nguồn giống y như iPad Air 4 hay là iPad Air 5 luôn. Đây là một cái sự thay đổi mà theo mình là rất là quan trọng bởi vì khi mà các bạn cầm cái con iPad Gen 9 lên nó nhìn nó rất là cũ kỹ, rồi chưa kể nha, các bạn thấy một loạt những cái màu mới mà Apple mới vừa ra mắt nè mình thấy mấy cái màu mới này rất là đẹp, rất là trẻ trung, rất là năng động Thì đối tượng nhắm tới là những người trẻ mà cho nên Apple họ ra mắt những cái màu này là rất hợp lý rồi So với lại con iPad Air đi Thì bây giờ cái sự khác biệt á, mình đoán ha, thứ nhất là có thể nằm ở chất lượng màn hình Mặc mà dù theo cái spec mình đọc được á, về mặt độ phân giải này hay là độ sáng này nọ Thì cái màn hình của iPad 10.9 mới tương đương với lại iPad Air Tuy nhiên mình nghĩ là cái chất lượng hiển thị á, thì con iPad Air nó sẽ nhỉnh hơn Ngoài ra còn có một sự khác biệt lớn nữa giữa iPad Air hiện nay với lại iPad 10.9 đó, đó là nằm ở con chip con chip trong iPad 10.9 là A14 Bionic và chip trong iPad Air hiện nay là M1 thì cái sự khác biệt về hiệu năng này chắc chắn là có và đó cũng chính là cái mà các bạn cần phải trả nhiều tiền hơn để các bạn đạt được Tuy nhiên con A14 Bionic thì nó vẫn dư dùng cho những đối tượng sử dụng mà Apple nhắm tới của con iPad 10.9 là các bạn có thể cầm máy để đi học, là các bạn làm những project ở trường các bạn xem slide trước, các bạn đánh tài liệu, các bạn ghi chú, viết, vẽ làm những việc liên quan tới sáng tạo, thậm chí ha, các bạn vẫn có thể dùng được con iPad 10.9 inch này với cái chip A14 Bionic bên trong để các bạn có thể làm những cái video ngắn, những cái vlog, những cái video lên TikTok nó vẫn có khả năng đáp ứng đầy đủ hết. Ngoài ra Apple họ còn giới thiệu luôn cả một cái phụ kiện bàn phím mới để khi các bạn dùng chung với lại iPad 10.9 thì các bạn vừa có cái bàn phím vừa có cái trackpad để các bạn có thể thao tác dễ hơn. Tương tự như là cái bàn phím Magic Keyboard mà trước giờ mình có làm cho các bạn coi của iPad Pro đó. Tính đến thời điểm này ha, theo những gì mà mình thấy được với lại con iPad 10.9 thì đây sẽ là một con iPad rất hợp lý dành cho những bạn nào mới vừa tiếp cận iPad lần đầu tiên. Các bạn chưa hề xài iPad thì đây là một những con mà các bạn nên mua nè. Rồi những bạn nào có thể là đang xài những con giá như iPad Gen 6, những con iPad Gen 7 Có thể là các bạn đã xài 3, 4 năm rồi mà các bạn chưa nâng cấp lên iPad mới Thì có iPad 10.9 in này nó cho bạn rất là nhiều những cái lý do để các bạn có thể upgrade Các bạn có thiết kế mới, các bạn có cái màn hình viền nó mỏng đều đẹp hơn Các bạn có một loạt những cái phụ kiện mới và đương nhiên là hiệu năng thì cao hơn so với lại cái con iPad cũ mà các bạn đang xài rồi Và không chỉ là học sinh, sinh viên mới có thể xài iPad 10.9 đâu Theo mình thấy cái iPad 10.9 inch này nó còn phù hợp chỉ đơn giản để làm một con iPad các giải trí trong nhà cũng được khi các bạn xài nó thì các bạn vẫn sẽ có được những cái thiết kế mới các bạn có được cái màn hình ngon màn hình bây giờ là 10.9 inch đủ rộng để các bạn có thể giải trí và bây giờ các bạn có thể trải nghiệm được những cái nội dung với kích thước lớn hơn so với là 9.7 inch trước đây đấy Con ipad 10.9 inch này nó hiệu quả là như vậy và mình muốn nói trước về nó đó là cũng bởi vì cái tầm giá của nó giá của con ipad 10.9 sẽ là 449 đô nó mắc hơn so với lại cái mức giá 329 đô của cái con iPad Gen 9 vào thời điểm mà mới ra mắt. Con iPad Gen 9 mình thấy trên web Apple thì họ vẫn còn đang bán tiếp nha các bạn. Thì như vậy mình có thể hình dung là nếu như mà ngân sách của bạn rất là hạn chế và bạn muốn những gì rẻ nhất có thể trong iPad thì đây, iPad Gen 9 là cái mà các bạn nên mua. Các bạn có thể chi nhiều tiền hơn một chút để các bạn có được một cái thiết kế đẹp hơn, nhiều cái công năng mới hơn thì iPad 10.9 nhiều tiền hơn chút nữa lên iPad Air và những gì mà các bạn cần ví như là workflow rồi này nọ edit video các thứ thì xin mời lên iPad Pro rồi bây giờ mình nói luôn tới iPad Pro đi trong đợt này á con iPad Pro 12.9 và iPad Pro 11 inch đã được nâng cấp với cái chip Apple M2 thực ra thông tin này thì mình cũng có thể dự đoán được thôi chứ cũng đâu có phải là gì quá mới lạ đâu các bạn thấy là con Macbook Air nó đã lên chip M2 rồi, Macbook Pro đã lên chip M2 rồi Vậy thì không có lý do gì để mà iPad tiếp tục còn nằm ở M1 đúng không? Con chip Apple M2 thì CPU của nó mạnh hơn 15% so với lại M1 Còn sức mạnh về bộ xử lý đồ họa thì tăng lên được 35% so với lại thế hệ trước Tất cả những thứ này nó sẽ giúp cho những người xài iPad Pro có thể khai thác được mạnh hơn những cái phần mềm Chẳng hạn như là DaVinci Resolve hay là Photoshop hay là Affinity chẳng hạn Mình biết bây giờ đang có rất nhiều bạn xài con iPad Pro M1 của các bạn hay thậm chí là iPad Pro đời trước để các bạn làm những cái video về Vlog, về TikTok thì khi mà các bạn lên con Apple M2 này các bạn sẽ rút ngắn được cái thời gian xuất phim của mình các bạn sẽ đạt được cái hiệu quả cao hơn trong công việc của mình cái luồng làm việc của các bạn khi mà các bạn edit đó, nó sẽ mượt mà hơn đó là những cái giá trị mà các bạn sẽ nhận được khi mà các bạn xài con iPad Pro M2 có thể là với một số bạn á, thì ipad pro chắc chắn không thể nào thay được cho laptop nhưng với rất nhiều người và đặc biệt là những người làm công việc sáng tạo nội dung mà mình biết nha các bạn họ chỉ cần một cái điện thoại và một cái ipad thôi là họ có thể làm nên cả thế giới của họ và kiếm được rất nhiều tiền rồi cho nên cái quan niệm mà chỉ có laptop mới làm được việc á, là cái quan niệm rất là xưa rồi nha bây giờ mọi thứ nó đã thay đổi rất nhiều rồi và không phải công việc nào cũng là bàn giấy cũng cần tới những cái office như là các bạn đang suy nghĩ đâu và thậm chí nếu mà các bạn cần Office Microsoft Office dành cho iPad cũng hơi bị ngon nhu cầu cơ bản nó có thể đáp ứng được hết mà nếu như mà các bạn quan tâm tới những mẫu iPad mới các bạn có thể vào website của Cellphones mình có để link ở bên dưới phần description để đăng ký nhận tin Cellphones là đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam cho nên họ sẽ có hàng về sớm đủ màu đủ dung lượng cho các bạn lựa chọn hiện nay Cellphones cũng đang có tuần lễ Apple giảm đến 43% cho các thiết bị và phụ kiện chính hãng trong đó có iPad và phụ kiện cho iPad giảm tới 30% iPad 10.2 đang flash sale ngày 19 tháng 9 chỉ có 7.97 triệu đồng thôi iPad Air 5 là 14 triệu 590 ngàn iPad Pro M1 cũng đang có giá rất tốt Ngoài ra thì Apple Pencil 2 cũng chỉ hơn 3 triệu và rất nhiều sản phẩm sale cực khủng Anh em quan tâm thì click ngay vào link để theo dõi chương trình flash sale để được áp dụng những cái ưu đãi tốt nhất nha Anh em còn có thể tham gia chương trình lên đời trợ giá lên tới 1 triệu hoặc là những cái ưu đãi thanh toán ngân hàng giảm thẳng Chắc chắn là trong thời gian tới khi mà mình cầm được con iPad Pro M2 cũng như là iPad 10.9 thì mình sẽ có nhiều thứ hơn để chia sẻ với các bạn về những cái trải nghiệm, về những cái kinh nghiệm về những cái trải nghiệm về những cái mà mình thích hay là không thích trong mặt thực tế các bạn hãy đợi mình tới những cái video đó ha rồi video này thì mình recap nhanh cũng như là chia sẻ với các bạn những cái suy nghĩ của mình liên quan tới những cái con ipad mới vậy thôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau bye bye